Nhằm tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự án luật điện lực sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa chủ trì hội nghị lấy ý kiến dự thảo lần 2 về dự luật này. Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, trưởng ban soạn thảo luật điện lực sửa đổi cho biết, để đảm bảo chất lượng của dự án luật, đặc biệt là những nội dung mới như phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, phát triển loại hình mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn, hướng đến sử dụng năng lượng xanh, sạch, đồng thời triển khai thực hiện nghị quyết số 55 NQTU ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức hội nghị ban soạn thảo dự án luật điện lực sửa đổi lần thứ 2 để tiếp thu, chỉnh lý dự án luật. Tại cuộc họp, các chuyên gia, thành viên ban soạn thảo đã cho ý kiến góp ý vào dự thảo 2 của luật điện lực sửa đổi, tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như việc quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, các vấn đề về hợp đồng mua bán điện, giá điện, việc cấp giấy phép hoạt động điện lực, v.v. Thay mặt ban soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị và lưu ý bộ phận thường trực của tổ biên tập tổng hợp ý kiến của thành viên ban soạn thảo, đồng thời tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, các đối tượng chịu tác động thông qua cổng thông tin điện tử chính phủ và cổng thông tin Bộ Công Thương để tiếp thu, giải trình và hiệu chỉnh, sớm hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan chức năng thẩm định theo đúng quy định.